con nhà chăm là mẹ chồng mình dâu hợp nha. Bên chăm cái cảnh thu hợp thuận thảo nha. Tự chăm lấy cây búa đập sập nhà chăm. Chứ không có một ai mà cầm búa đập được chăm hay là đốt nhà được chăm hết á. Đốt nè. Nên là ủa hạo nhân lấy hợp rồi ấy chưa? Hỏi có cái gì đó mà đốt nhà tao. Lấy chưa? Dạ rồi. Giờ đón giờ em còn nhỏ nè. Hà Vinh có thì cơ bơm cứ gửi rồi đủ đi không sao hết. Vấn đề là chị hỏi là sao mà chửi mớm vậy, ý là mớm nó sai gì, chị hỏi là có xích mích cái gì không, mớm nó kêu nó cũng không biết, tự nhiên em bị chửi chứ em còn không biết gì hết chị ơi. Đó. Tự nhiên bị chửi nghe em vậy hả? Hỏi biết cho làm sao? Để nó nhiều tí mớm nó nghe nó động chạm gì hay là nó nói gì có lỡ lời hay không? Hồi nãy chị quay trên khang đá nãy chị không có bấm máy gì. Ủa trời ơi. Tại anh. Ủa có vậy? Dạ. Sao ca ổng hay quên bấm máy. Ổng hay vậy quá à chị. Ý trời rồi. Cái vậy lắm. Dạ. 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 Ủa bà đón xe bus hay gì mà lâu dữ vậy? Hey. Con ơi hả?
cho nó vậy mua sữa cho bố đi lên. Ôi nhà này không uống sữa, uống sữa sợ hãi chị á. Nhà này không có nước ta sữa uống được chưa chị? Uống gì? Uống yến mình tự bán. Trời ơi, tám thì anh bố trí anh làm gì đó hoành tráng kìa. Bố tí là sao? Bố tí bố đem mày lên trên đó luôn đi. Tí mày lại tay ngang xưa. Tí tổ chức ở trên Thai Coffee luôn đó. Học thì đang tính là tổ chức là ngay 68 tầng nè. Mời khách tới. Ôi, tổ chức chỗ anh Huy đó. Khách tới là nhảy xuống Huy đây à? Ok không? Nhảy xuống sông Sài Gòn nè. Hả? Để tính mày mắc. Mày dám lên mày cao hơn mới chắc nha. Tránh nè. Ok, ôi, hai người sợ đâu cao nhất mình sợ. Ok không? Ừ. Quán Huy không có đồ ăn. Quán Huy đâu có đồ ăn đâu. Mình có đồ ăn lên. Không lẽ giờ quán Nguyên có cây nguyên heo quay vô. Mà nghĩ sao vậy? Nói chung mình cứ mới làm con gà người gặp con. Lát nữa em tự mặc con quạt đẹp luôn. Quán mới hết đó chạy, theo cái sinh nhật. Mở cái video xong lúc nào là mở đẹp luôn. Rồi em cũng đã đó rồi. Quán có bia không? Có bia. Ủa còn mấy phút nữa nó tới nó nằm. Mà chờ mới nói tôi thấy gì vậy? Cái gì của ông không phải là của tôi sao? Đúng rồi. Đúng không? Ơi. Trò thôi, dở lên là thành đồng nghiệp hết trơn rồi. Phải xưng cái đó là đồng nghiệp. Giờ tụi nó đi diễn nhiều lắm rồi. Đi diễn nhiều lắm rồi. Không dám nhận học trò nữa. Không dám nhận học trò nữa. Dạ, chứ bây giờ nó lên đồng nghiệp với mình luôn. Nếu mà mình nói chuyện mà riêng nhau thì gần tới được cái MV hài nào có ra hài nó không vậy? Có, chắc có quay. Nào có quay bảo nữa. Sân khấu hài giống hồi năm rồi có không vậy? À, năm nay chứ không có. Nhiều khi nó không có chứ nhiều khi cuối năm tự nhiên nó có. Ôi trời ơi, trời ơi nó chụp chiếc nhẫn của tôi. Nè, mày đang làm nướng đến bộ đúng không? Trời ơi. Cái giỏ nhiêu vậy? Cái giỏ 67 triệu. Trời ơi. Kim Miên đáng đầy. Kế bên chợ bà chị. Không có này. Chị không biết chợ Kim Miên nha. Ủa? Đi hả? Chị không biết chợ Kim Miên nha. Chợ An Đông. Chị cũng không biết chợ An Đông nha. Chị chỉ biết chợ là mấy chợ lớn lớn thôi như chợ Bến Thành nữa. Mấy chợ nhỏ chị cũng có biết nha. Chị chợ Bến Thành rồi. Chị ở dưới quê nên là chợ Đông đồ chị không biết. Chị chỉ biết chợ Bến Thành thôi. Nhìn nó cái này là đừng có thuốc không? Nhìn phèn quá hả? Chân chị mang ra giá 10.000 mà em thấy phèn sao mày? Ra giá 10.000 mà thấy phèn sao? Phèn quá không biết chợ ở đâu là ở đâu. Cái giỏ nha. Em ơi, giang hay quá vậy. Cái gì? Đây tôi sẽ làm một tiểu đi. Hả? Làm một tiểu đi. Anh Tý, em thường thấy anh Tý nhảy mà cổ nó lật qua lật lại gì, có đau không anh Tý? Không. Nói gì để điểm thôi, không có gì. Hay ghê luôn á.
đưa lên lại vậy nè. Bây giờ mọi người làm được cái đó hết mà, ngày xưa thì khó giờ ai cũng làm. Đó hồi coi liên hoan đó em. Đúng rồi, nó bị quay bị cái chạy qua quận 2 nó chạy lại. Cứ lại đi, hôm nay bên chợ này nó vô không được.